còn đây là vì cô tặng thưởng hết cho những bạn tham gia, còn nếu bạn nào đúng các bạn sẽ tích kích lần lượt từng em trả lời đúng chẳng hạn. Và sau đó chúng ta đưa cái ảnh giới thiệu cách chúng ta thiết kế như thế nào, thì các bạn sẽ thấy là rất đơn giản, chúng ta cùng đưa cái ảnh cái bàn trái đó, ảnh mà chúng ta chỉ lấy một phần đó và chúng ta cùng kích vào flash boy tròn cái dạng câu trả lời đúng con thốt, và chúng ta đang để thời gian là một phút đơn giản vậy thôi á. Bây giờ vẽ trên slide thì các bạn sẽ thấy vẽ trên slide là bây giờ cô giới thiệu là hãy vẽ đường cho bạn sâu đến ăn dưa hấu. Như vậy hồi nãy hỏi các bạn vẽ cái câu option khó quá, bây giờ vẽ một đường thôi, bây giờ bạn nào vẽ một đường cho ngọt thử cô xem. Vẽ đường cho sâu đến ăn dưa hấu. Rồi những bạn nào vẽ ngọt đây đây là có một bạn bạn đang vẽ đó, là như vậy chúng ta có thể kích đó, là những bạn đang vẽ rồi. Như vậy cái tính năng vẽ này sau này chúng ta sẽ ứng dụng trong việc là đổi giữa hai cột, các cột A cột B, các phương án tương ứng cho đúng đó. Bây giờ cái phần vẽ này cùng đơn giản vô cùng các bạn, như vậy chúng ta cùng có một cái ảnh nào, hoặc là chúng ta làm hai cột A cột B, một cột có nhiều phương án, xong rồi chúng ta chỉ việc vào flash boy chúng ta chọn cái tính năng vẽ và sau đó chúng ta để thời gian bao nhiêu phút, cố gắng để một cuộc học các bạn không hề thủ na cùng được tất cả, khi nào học sinh của các bạn hoàn thành thì các bạn nhận bằng dương thôi. Và bây giờ đi qua chỗ trọng cuộc tương tự như vậy các bạn nha, ví dụ độ bàn trên đĩa có mấy lá dưa hấu và nhiệm vụ của chúng ta là thế. Như vậy tương tự sau này chúng ta biến chọn đến tiền viên chúng ta làm thoải mái rồi, và các bạn đang trả lời đây là bạn và cô dừng lại rồi, và cô tặng thưởng cho những cái bạn trả lời nhanh nhất rồi. Vậy thì cách thiết kế như thế nào cùng đơn giản vô cùng, có nghĩa là các bạn cùng đưa một cái ảnh như vậy và các bạn sẽ để ý là cô hỏi một câu thôi, độ bàn trên đĩa có mấy lá dưa hấu, thì các bạn sẽ thấy là cô sẽ cho cái tính năng mà cái dòng là dòng hoạt động cái một, còn nếu như sau này các bạn hỏi 4 câu 5 câu thì các bạn sẽ có 4 dòng trống, thì các bạn sẽ cho cái number ở đấy và các bạn sẽ hiện ra đây là dòng thứ nhất là sẽ câu nào đúng, ví dụ 1 cộng 1 bằng 2, 3 cộng 3 bằng 4 gì đó, đó là các bạn sẽ thấy tích vào rất đơn giản. Tiếp tục đăng tải hình ảnh cùng với nha, ví dụ như con vật em yêu, thì bây giờ tải ảnh lên, bây giờ bạn nào yêu con vật nào thì các bạn tải ảnh lên, thì các bạn sẽ lại có hai tính năng, một tính năng là ảnh ở trong máy của các bạn và một tính năng là bạn tìm trực tiếp ngay ở trên Google lúc. Như vậy có những bạn yêu những con vật khác nhau đó, có bạn yêu con thỏ, có bạn yêu con heo, bạn nghe dễ thương hơn đó, con mèo, con thỏ, là các bạn gửi lên gửi thoải mái vô tư để chúng ta thấy là chúng ta gửi rất là nhanh đó. Sau đó cô cũng giới thiệu tiếp là ví dụ như khi các bạn cùng chỉ việc là có một ảnh rồi các bạn sẽ cho vào flash boy và cho tính năng up ảnh lên thôi, đơn giản hết. Vậy thì tiếp tục này, các bạn sẽ phải là thu âm, như hồi nãy chúng ta thu âm cũng rất là đơn giản hết, là cùng qua tính năng thu âm thôi, giới thiệu về mình 30 giây. Ví dụ như sau này các bạn học sinh của mình bằng vàng thì các bạn sẽ thu âm giới thiệu về bản thân, hoặc là thu âm giới thiệu về một cuốn sách mà có yêu thích, đó là các bạn sẽ thấy chúng ta đưa vào đấy rất là dễ thương, thì chúng ta cùng chọn tính năng flash boy và chọn audio có thích. Tương tự như vậy đăng tải phim của mình nhé, rất là dễ đăng tải một cái đoạn phim ngắn học sinh hoặc là làm việc đó, là cùng vậy trong cái tạm tính năng đó. Bây giờ có cái tính năng bỏ phiếu là nó không, cái này là nó không nằm ở trong cái mục của flash boy mà nằm ở trong là đường dần ở bên dưới khi các bạn trên dự báo bói. Bây giờ bỏ ví dụ là gì? Ví dụ mình cũng có thể hỏi nhé, bây giờ cô thử tính năng này với các bạn, ví dụ là bạn có phải là người Huế không, đó là thì chúng ta cũng có thể cho tính năng bỏ phiếu đó, và thì ở bên mắt lần các bạn sẽ thấy không có cái mục như hồi nãy là nó lừa
đầu đò, mà cái tính năng cổ phiếu nó sẽ nằm ở dưới năm đò. Thì cô kích vào đấy là và cô chọn thì dạng là dép nấu hoặc là không xác định được mình là ở thế hay không ha. Đó thì cô bắt đầu thôi là và các bạn sẽ chọn dép hoặc nấu đó hoặc là không xác định được chắc chắn đấy. Đó. Đó, thì với một đứng của học sinh thì mình là chọn tỉnh nắng này à, sau đó cô sẽ tầm chiếu thôi hả và mình sẽ biết được là tỷ lệ của các bạn như vậy trong hồ sơ của chúng ta dép 77 và nấu 69 con không sao gần gần là 8 hả. Tiếp tục cô có thể hỏi các bạn đó là nắng bộ thì nó đang chạy các bạn thắng ở bên dưới thế nào các bạn trên diện thì nhìn ra ở đấy đó hả. Con là còn tỉnh nắng nữa có thể cùng diện cứ có một nhiều thiêu các bạn đang gọi học sinh hồ nhiếp à thì cùng năm là tiêu thì thắng đó là ở miền đây thì ví dụ như câu hỏi bà trên bỏ gì ở Huế à và cô trò chị mỏ ăn ở đây và sau đó cô kết vào đây để câu hỏi là thì bây giờ không thể ăn hai lần không thể tính hoặc là bằng năm hết bây giờ giả sử như cô thể có một chung nhóm hết nữa ha cô kết vô ở chung nhóm này thì bạn nào bạn Hoàng Tân Ngọc Nữ đó thì bây giờ có thể hỏi Hoàng Tân Ngọc Nữ đang ở đâu và Hoàng Tân Ngọc Nữ thích ăn món gì đó là bà Ngọc Nữ sẽ trả lời hoặc là thấy số 8 ở đây cô kích vào đây thì đây là bạn gì bà Lê Phước đó hoặc là kích quả dưa hậu đấy à, thì đây là bà Phương Thăm như vậy chúng ta hỏi bằng nhiêu hoặc là tìm ra đối thủ đâu dư chúng ta hỏi bằng nhiêu như vậy hết tiếp tục như vậy thì phần cô giới thiệu cho học sinh bằng nhiêu là đang cô đang chọn dạng bế mạnh à, ngoài ra các bạn cũng có thể chọn cái dạng ví dụ như là chúng ta có cái vòng quay may mắn đó có dư mà cái bàn này là cái bàn họ sẽ trở lên đó là có hai dạng ở đấy là con cái bàn xếp hàng một vài là letterbox như vậy letterbox cũng nằm ở bên thắng ở bên dưới và chúng ta cũng có thể biết được bàn nam là về nhất đi bán và số lượng danh sách của các bạn đang xuất hiện trên màn hình của giáo viên và chúng ta chỉ cần tin sơ một phát là chúng ta biết được học sinh trong cái buổi học đó là làm được bao nhiêu câu và ví dụ thì bây giờ letterbox của chúng ta xuất hiện trên màn hình ở đây thì sau quá trình tương tác củng cố mở trong lượng của chúng ta đang 153 bàn thì băng tấm ngọc ảnh và hoài ảnh đó là những bàn đã trả lời rất là ngắn và xuất hiện trên màn hình đó và chúng ta cũng có thể là có thưởng và kéo xuống ở đây thì các bạn sẽ thấy là danh sách rất là nhiều bàn số 1 ở đây đó thì kéo xuống là bàn đang cũng 30 điểm 30 ngôi sao và xuất hiện ở đây là rất dễ thương á đó như vậy bây giờ cô sẽ giao việc để các bạn đóng khoảng 10 phút các bạn sẽ thực hiện cho cô và nộp ở trên Padlet tên chính chủ của mình cô sẽ chọn 3 bàn nào thiết kế dính mà đẹp thì sẽ có hôm qua vừa qua trong phần là một cái vụ bổng đất thì các bạn thiết kế với nắm nội dung sau đây một trong năm nội dung này như vậy các bạn sẽ thiết kế những câu hỏi tương tác với chín hoặc về côn trùng về cả hoặc thú hoặc về tất bây giờ các bạn sẽ thiết kế trong vòng 10 phút nha như vậy có nghĩa là các bạn thiết kế trong vòng 10 phút một trong năm nội dung này và cái sản phẩm thì các bạn sẽ để ý là mình sẽ có khóa thông quan gửi ở trên trang Palette và cô sẽ lựa chọn là một sản phẩm thực hành thì bây giờ là 14:37 14:47 các bạn nó gửi lên đây thì tỷ lệ sẽ tăng cường á là các bạn như vậy các bạn sẽ để ý cái bản phiên bản của các bạn là chỉ là được 5 slide năm slide tự tương tác như vậy slide đầu tiên các bạn giới thiệu bạn tên là gì mình đang ở lớp nào học tiếng tương đương vị trường nào và các bạn thiết kế năm ở trong tám cái tương tác này và gửi lên thì cô sẽ lựa chọn 3 phần quà trong vòng 10 phút trong vòng 10 phút này bây giờ cô sẽ chuyển máy cho cô Hoa để cô Hoa thử máy tương tác và sau 10 phút các bạn nộp sản phẩm đấy bạn nào nộp được thì được chưa nộp được thì chúng ta về nhà chúng ta làm tiếp ha sau các bạn gửi đến Palette cho mọi người tham khảo sau
Như vậy thì phân lên ba cục cố là ngắn đấy. Còn bây giờ người phụ trại viên đã phạt chú đã làm đúng mẹ, có thể trại viên chủ trì lên cái lát có cho học sinh của mình.